gia đình chưa? Ông nội sốt ruột nói cháu gái vẫn còn trinh nguyên, kêu anh mau ra tay. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hai mắt Lệ Mỹ phát sáng, đứng phật dậy, vương đệ vẽ bùa phong ấn trong không gian, đánh vào cơ thể của Lệ Mỹ, sau đó bắt đầu tiến hành kiểm tra sâu hơn. Nhưng đột nhiên Lệ Mỹ lại tỉnh lại, tưởng rằng vương đệ có ý đồ xấu với mình, nên đã ra sức vùng vẫy. Ông nội mắng cháu gái bất lịch sự, nói với cô vương đệ đã cứu cô một mạng, nhưng vương đệ lại nói vẫn chưa chữa trị xong, muốn loại trừ tận gốc, còn phải cởi quần áo ra chữa trị. Sau đó vương đệ bị đại tiểu thư sai người lôi ra ngoài, một tên nhãi lại dám đến địa bàn của ta khoa trương sao? Vương đệ vô cùng uất ức, không ngờ rằng đại tiểu như nhanh như vậy đã trở mặt tỏ ra không quen. Nhưng đại tiểu thư nào đâu nghe lọt tai, còn lệnh cho người dạy dỗ anh một bài học. May mà ông nội lập tức đuổi theo, kêu cô không thể đối xử với ân nhân như vậy. Nhưng Lệ Mỹ không quan tâm nhiều như vậy, cô chỉ biết vương đệ chính là tên khốn muốn lợi dụng mình. Vương đệ vội vàng giải thích, nói kêu cô cởi quần áo ra chỉ là để tiện châm cứu chữa trị. Không chỉ như vậy, vương đệ còn tính ra được hai người họ vốn là một cặp uyên ương, tính số cô chắc chắn là vợ anh. Đại tiểu thư nghe xong càng thêm tức giận, sai người lập tức tống cút tên này ra ngoài. Không cần các người đuổi, tôi tự đi được. Chỉ là đừng hối hận, bây giờ cô đuổi tôi đi như thế nào thì đừng mong mời tôi quay lại. Đúng là hống hách, mau biến đi. Đại tiểu thư đây thanh cao xinh đẹp, dễ gì mắc phải chiêu trò của anh. Trước khi đi, vương đệ còn nói lời đe dọa, nói trong cơ thể cô vẫn chưa giải trừ hết độc tố, 3 ngày nữa chắc chắn sẽ tái phát, đến khi đó đừng quỳ xuống cầu xin tôi. Nếu như có một ngày tôi quỳ xuống cầu xin anh thì tôi gọi anh là ông nội, vợ à. Hẹn 3 ngày nữa gặp lại. Chỉ cần ngủ với anh một đêm, tiền thuốc của em anh sẽ trả hết. Thế nào? Cô gái bởi vì không trả nổi tiền thuốc quá lớn, tên bác sĩ háo sắc thấy vậy liền đề nghị. Ông muốn nhân cơ hội chiếm đoạt cô gái, cô gái tha chết cũng không theo. Cô thà bị bệnh tật dày vò hành hạ, cũng không muốn thỏa hiệp với con người mặt người dạ thú như ông. Nhưng không ngờ rằng, tên bác sĩ lại muốn cưỡng hiếp cô. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một chàng trai xông vào, anh một phát đạp bay tên bác sĩ. Anh ấy là em trai thất lạc nhiều năm của cô gái, trải qua bao gian khó, cuối cùng cũng tìm được chị, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vương đệ vô cùng tức giận, anh tát liên tiếp mấy cái bạt tai, tên bác sĩ nào chịu được cơn tức này. Ông ta liền gọi bảo vệ đến, muốn giáo huấn cho tên nhãi không biết từ đâu rơi xuống này. Người chị lập tức lo lắng, dù sao ông ta cũng là con rắn độc nổi tiếng ở đây. Cô cầu xin bác sĩ hãy tha cho em trai mình, cô nguyện làm tất cả những gì ông muốn. Nhưng cô không hề biết rằng, em trai cô bây giờ không phải người thường. Vương đệ giơ tay một cái, hai tên bảo vệ lập tức bị quật ngã. Tên bác sĩ sợ đái ra quần vội vàng bỏ chạy. Thế nhưng lúc này, một bà lão miệng mắng xa xả bước vào. Bà ấy là mẹ chồng của Tiểu Mẫn, bà luôn coi thường cô có xuất thân từ nông dân nghèo nàn, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa sinh cho họ được con trai nối dõi, thậm chí còn thường xuyên vu oan cho cô làm những chuyện xấu, muốn nhân cơ hội đuổi cô ra khỏi nhà. Tiểu Mẫn tức đến hộc máu ngất xỉu. Vương đệ lập tức bắt mạch cho chị. Anh nín thở lắng nghe, lập tức chẩn đoán ra chị bị kiệt sức quá nên vậy. Anh thấy rất khó hiểu, cũng là một người mẹ, sao lại có thể bắt chị ấy mệt đến sinh bệnh? Nhưng bà mẹ chồng lại nói, nó cũng chỉ là một đứa giúp việc free thôi, cho nó ăn no đã là ân huệ lắm rồi. Vương đệ muốn đòi lại công bằng cho chị gái, nhưng lại bị chị ngăn lại, còn nói mình không sao. Mẹ chồng nghe thấy không sao, liền lệnh cho cô mau về nhà cơm nước. Tiểu Mẫn đưa Vương đệ về nhà, vốn muốn cho em ở lại mấy hôm, nhưng chồng cô lại không đồng ý. Anh ta kêu Tiểu Mẫn mau đuổi Vương đệ ra ngoài, còn bà mẹ chồng cũng nhân cơ hội đuổi cả cô ra ngoài luôn, dễ bề cho cô con dâu mới một thân phận. Bởi vì cô con dâu mới đã mang thai, thấy cả gia đình họ bắt nạt chị gái mình như vậy, Vương đệ không nhịn được nữa. Anh học y thuật từ nhỏ, nhìn qua đã biết anh rể có bệnh khó chữa. Anh còn muốn có con trai sao? Tôi khuyên anh sớm đi khám đi thì hơn, đừng để đầu trở thành thảo nguyên hô luân bối nhĩ. Anh vẫn chưa phát hiện ra sao?